Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã truy cập vào video của tôi. Và ngày hôm nay chúng ta có đây một con hàng mà đã chắc chắn là nhiều bạn đã biết đến rồi, đã nghe qua đúng không? Đó chính là chiếc CSM Firegear và Fire Axel V2. Một thứ mà đã từng được rất kỳ vọng bởi cộng đồng dân chơi CSM nói riêng và fan Kamen Rider nói chung. Và khi nó ra mắt thì quả thật là nó vừa đỉnh cao nhưng mà cũng vừa cực kỳ bất ổn. Cụ thể như nào ư? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài review ngày hôm nay nhé. Không flex, đời không nể. Epic Batman. Ready. Ok, vậy thì đầu tiên chúng ta hãy nói nhanh qua về thông tin sản phẩm nhỉ. Đúng như cái tên đã ghi đúng không? Thì nó là phiên bản số 2. Tại vì trước đây Firegear đã có phiên bản 1.0 rồi, ra mắt vào năm 2016. Thì ở thời điểm đó thì quả thật là nó là món đồ chơi mà có rất nhiều công nghệ cải tiến mới của dòng CSM. Nhưng mà đấy đúng không? Đến thời điểm hiện tại thì cái phiên bản 1.0 đã khá lỗi thời. Đặc biệt là so với những cái gear khác ra mắt sau này như là CSM Kaiza Gear hoặc Delta Gear. Vậy nên nhân dịp kỷ niệm 20 năm phát sóng của Kamen Rider Fires thì Bandai đã cho ra mắt phiên bản 2.0 này với hứa hẹn là cải tiến rất nhiều hơn về mặt ngoại hình cũng như là về mặt công nghệ. Nhưng mà cái kết nhận được ấy là đây một con hàng mà trong hơn 10 năm phát triển của dòng CSM thì chưa bao giờ có một con hàng nào bị nhiều lỗi sản xuất như thế này. Tất nhiên cái lỗi sản xuất này ấy là không phải ai cũng dính phải, mà có thể không. Như mình thì mình may mắn là mình không hề dính bất kỳ một lỗi nào cả, nên là mình cũng khá là vui. Nhưng mà đấy, nói chung là nó cũng khá là rủi ro ấy. Nên là thực sự là một con hàng mà như mình nói rồi, mọi người cực kỳ hào hứng nhưng mà cực kỳ thất vọng về lỗi sản xuất. Thì cụ thể câu chuyện rõ hơn ấy mình đã từng đề cập trong cái video unbox sản phẩm này giữa mình và ngài Kaitoki từ RTK Media, nên là bạn nào mà chưa xem thì nhớ xem qua nhé, đặc biệt những bạn mà muốn mua món này. Còn video ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung chi tiết về chức năng chơi và các thay đổi mới của sản phẩm này thôi. Về cái hộp thì bạn có thấy được là một cái hộp khá khổng lồ do đây là phiên bản complete đầy đủ bao gồm Firegear và Fireaxel. Thì ngoài phiên bản này ra ấy, thì bạn có thể mua những cái lựa chọn khác như là phiên bản Firegear không bao gồm Fire Driver và Fire Shot, Fire Spoiler. Ngoài ra một phiên bản rẻ hơn nữa là chỉ là Fire Driver thôi, thì nó chỉ có đậy cái phần thắt lưng và cái điện thoại. Thì nói chung là tùy vào nhu cầu mỗi người thôi. Còn nếu như bạn muốn để đúng nhất thì chắc chắn đây là lựa chọn tốt nhất cho bạn này. Thì về cái hộp đúng không? Bạn thấy hộp khá là hay. Tại vì cho bạn chưa biết thì hộp này dựa trên thiết kế của phiên bản DX gốc ngày xưa. Nó chỉ đổi tông màu thôi, từ trắng đen thành đen trắng. Ở mặt trên thì bạn sẽ có hình logo của tổ chức Smart Brain. Và khi quay ra mặt sau thì đó, vì phiên là phiên bản có file Excel nên là nó có hình form của ở nhân vật này ở đây với biểu tượng logo của file đúng không, làm in bóng cực kỳ ngầu luôn. Đó, thì đó là hộp của sản phẩm này. Bây giờ hãy xem qua những thứ ở bên trong nha. Vậy sau khi lấy ra hộp, đây sẽ là những thứ bạn có khi mua bộ sản phẩm này, bao gồm cái file driver, file phone và ba cái gear shot, pointer và Excel. Ngoài ra bạn sẽ có những phụ kiện linh tinh khác nhưng mà khá hay ho, như là cái thiết bị này để đeo vào chân sau đó lắp cái pointer vào, hay cái cục nhựa màu đen này để gắn cái pointer vào Fire Phone. Cuối cùng là một cái phụ kiện khá là mới, đó là cái máy chiếu này để hiển thị cái hình ảnh đón kết liễu của Fire. Vậy như các bạn thấy đúng không, chúng ta có một số lượng phụ kiện cực kỳ khủng. Và với bản chất của CSM là rất nhiều chức năng và rất nhiều âm thanh khác nhau, vậy nên để bài review này không quá dài, chúng ta sẽ tập trung trước vào cái Fire Driver và Fire Phone nhé. Với ba cái gear này thì mình sẽ thực hiện một bài review khác để nói kỹ hơn sau. Ok, bây giờ chúng ta hãy nhìn qua cái Fire Phone nào. Về ngoại hình của cái Fire Phone 2.0 này thì giống như phiên bản 1.0 ấy là nó vẫn có một kích thước rất là to, to hơn rất nhiều với phiên bản DX. Nhưng mà so với 1.0 ấy thì nó cải tiến về các bố cục của thứ để trông cảm giác nó sẽ giống với đạo cụ phim mơ. Thì nói chung là phải để một video mình sẽ so sánh hai phiên bản 1.0 và 2.0 nhé thì mới nhìn rõ hơn được. Nhưng mà một cái điểm lớn nhất bọn thì nhìn thấy ngay bây giờ này, đó chính là ở cái Mission Memory này. Như bạn thấy đúng không, là cái phần màu vàng của cái mắt này, đây là phần đỏ metallic được làm nó sát phim hơn. Đặc biệt nhất đó chính là ở cái sticker hologram ở đây đúng không, làm đẹp hơn rất là nhiều. Một điểm cải tiến nữa mình thấy cực kỳ hay là khi mà bạn tháo cái memory ra ấy thì bạn sẽ thấy được là cái khớp của nó ở đây, là cái rãnh ở đây nó mượt hơn rất nhiều và nó sẽ hạn chế được cái việc mà bị ma sát ở phần màu bạc ấy, nó sẽ bị cháy lúc mà tháo memory ra ấy. Thì đó là một cái lỗi rất chí mạng ở phiên bản 1.0, nhưng mà rất may mắn là đến phiên bản 2.0 này họ đã sửa đổi điều đó. Còn về bây giờ thì hãy bật nguồn nó lên nhé để xem tiếp các chức năng mới của nó. Thì nó nguồn vẫn để lộ ở đây thôi, không có gì điên rồ mấy cả. Nhưng khi bật lên bạn sẽ có thanh kích hoạt, đó chính là thì bọn này sẽ có hai chức năng. Chế độ bật lên bình thường ấy là sẽ là chế độ chơi mà giống như phiên bản 1.0 thôi. Tuy nhiên một chế độ thứ hai mà chỉ phiên bản này mới có là bạn ấn giữ cái cò súng ở đây và bật nguồn lên, bạn sẽ có âm thanh là
Đây là chế độ mà thoại song song. Lúc này thì mọi các cảnh hành động và tấn công của bạn sẽ có thêm thoại của chú Inui Takumi. Và một điểm cải tiến mới của phiên bản này, không biết là cải tiến hay cải lùi, đó là nó đã bỏ đi phần LED ở hai bên mặt điện thoại. Thì theo ban đây giải thích ấy, là chế độ đó thì trong phim rất là ít xuất hiện, gần như trong phim không có luôn. Nên là họ đã bỏ đi hệ thống LED ở hai bên, nhưng mà bù lại họ sẽ có cải tiến ở mặt bên trong. Thì mình hãy mở nó ra nhé. Thì khi bạn mở ra, bạn thấy thứ đầu tiên đập vào mặt bạn đúng không? Đó chính là phần màn hình ở đây. Và không biết bạn nhận ra không, nhưng mà họ đã thay đổi lại cái bố trí của cái sticker màn hình để làm nó sát với đạo cụ phim hơn. Đặc biệt nhất thì bạn thấy là cái phần màu đúng không? Là phần màu hồng hồng. Nó mô phỏng lúc mà màn hình nó phát sáng ra ấy. Và đại diện chung là còn đâu thì vẫn thế, bố cục kiểu các cốt các thứ. Còn đây, phần bàn phím của nó đây, không có sự thay đổi gì quá lớn cả. Nói chung là với cái... mình nói rồi, nó mất đi LED ở hai bên điện thoại, nhưng mà thứ cái lớn nhất của nó chính là ở phần LED màn hình này. Thì bây giờ ví dụ nhé, bạn ấn chế độ linh tinh đi, là chế độ gọi điện thoại đi, lúc này bạn sẽ nghe thấy, như bạn nhầm, bạn sẽ nhìn thấy. Bạn thấy không? Đấy, phần LED đúng không? Bây giờ nó đã được phân chia ra làm các khu vực nó ổn định hơn. So với 1.0 ấy, là LED nó bị lan ra các bên rất khá là linh tinh. Thì nói chung là mình rất thích cái bố cục LED mới này, là thực sự nó khá là giống nhiều tưởng tượng đúng không? Giống như một cái màn hình mà điện thoại thật ấy. Ngoài ra thì như bạn thấy đấy, trong màn hình sẽ có một số cái code cơ bản mà bạn có thể dùng ngay, như là mã 103 để có đấy, chế độ single mode này là chế độ bắn đơn. Và đấy, bạn sẽ bẻ thành khẩu súng và bây giờ nghe tiếng bắn này, một cải tiến mới luôn. Bạn thấy không? Tiếng bắn rất là dài đúng không? Nó mô phỏng cái cảnh lúc mà Fire đấu với cái con Ox Orphanox ấy, thì ông ấy bắn cái tia đạn lần đầu đúng không? Mà rất là mạnh để đẩy lùi con quái đấy ra. Và một điểm khá là hay nhé, bạn để ý này, là phần LED của đầu súng cũng phát sáng và màu là màu đỏ. Đó, bạn có thể bắn hình như là 13 viên hay 12 viên ấy. Đấy, thấy cái đạn đúng không? Ấn 2, 7, 9 để nạp lại. Đó, bạn thấy chưa? Phần LED đúng không? Thực sự rất là đỉnh cao. Ngoài ra một chế độ bắn khác sẽ là 106. Đó, chế độ burst mode, lúc này bạn sẽ bắn đạn kép. Đó, thì rất là dài đúng không nào. Tuy nhiên, một điểm rất là hay là bạn nhìn vào đầu súng này, bây giờ LED đã trở thành màu vàng. Đấy, nói chung là một cái cải tiến mà dù rất là nhỏ thôi đúng không, nhưng mà thực sự rất là hiện cái sự chú ý đến tiểu tiết của Bandai. Ok, bây giờ hãy chuyển đổi về chế độ điện thoại bình thường nhé, để chúng ta nói đến các chức năng hay ho hơn của nó. Có một thay đổi rất nhỏ nên mình cực kỳ thích này, là khi bạn ấn vào cái cò súng ấy, lúc mà mở nắp điện thoại ra mình sẽ có âm thanh kích hoạt, đó chính là đó, rất là đại đúng không? Đây là điều mà phiên bản 1.0 không phải có. Ngoài ra một điểm cải tiến mới nữa mà mình cực kỳ thích, đó là nếu bạn ấn giữ vào cái phần cò ở đây ấy, bạn sẽ có cái âm thanh nhạc chuông điện thoại, điều mà phiên bản 1.0 không phải có luôn. Đó. Đấy, nghe rất hay đúng không nào? Tuy nhiên không chỉ thế đâu. Bây giờ hãy nghe điện thoại nha. Bạn sẽ có. Đó, đó chính là thoại của nhân vật Mari gọi đến cho bạn đúng không? Một chức năng khá giống với cái chiếc xem cái ra kia. Tất nhiên không chỉ có thoại của Mari, bạn sẽ còn có. À rồi, không phải vẫn Taku, à, vẫn Mari. Đây. Đó. Đó, đó là thoại của nhân vật Keitaro. Đấy, nói chung là nó sẽ là kiểu ngẫu nhiên đây. Không chỉ vậy, bạn sẽ có vô vàn các mật mã khác nhau để kích hoạt các chế độ đặc biệt hay là thoại của Takumi. Tuy nhiên, một cách đơn giản hơn để có thoại của mấy ngay lập tức ấy, là sẽ ấn vào nút gọi này. Thì nói chung là tí nữa nhé, mình sẽ nói rõ hơn về các chế độ cốt đặc biệt của nó. Còn bây giờ hãy làm một thứ mà ai cũng mong chờ, đó là chế độ biến hình. Tuy nhiên, trước khi vào chế độ biến hình thì chúng ta sẽ cần có cái File Driver. Thì nhìn qua thì tưởng giống 1.0 thôi, nhưng mà thực ra là có rất nhiều cái sự thay đổi đã được diễn ra để mang cái thiết kế này sát với đạo cụ phim mà nhất có thể. Thì nói chung là mình sẽ nói rõ hơn ở cái video so sánh 1.0 với 2.0 sau này nhá. Nhưng mà nhìn qua đấy, bạn thấy nó vẫn có những cái thứ giống hệt với phiên bản 1.0 đúng không? Bao gồm hai cái side buckle để gắn cái file gear vào, và đây mặt sau là có một cái chặn lưng, và đây phần dây thì cũng là các chi tiết như thế thôi. Nhưng mà một điểm khá là hay mà phiên bản 2.0 mới có này là bạn có thể tháo hai cái dây này ra. Như bạn thấy, giống với chiếc xe Double Driver ấy, thì nó có một cái lẫy ẩn ở đây. Và nếu bạn kẹp hai cái đầu lẫy này vào ấy, bạn sẽ tháo được cái dây ra.
Đó, và khi đó ra thì trông nó sẽ như thế này. Nhìn chung thì mục đích chính của Bandai ấy là để sau này họ sẽ bán cái CSM Fire Gearbox ấy, thì cái mặt beo sẽ tháo ra để lắp vào cái vali dễ hơn. Nhưng mà mình cũng khá đánh giá cao việc là bạn có thể tháo cái dây này ra ấy, để bạn có thể trưng bày trong tủ nó dễ hơn và đỡ tốn diện tích hơn. Và như bạn thấy, bạn có một cái nút nguồn ở đây để nó sẽ kích hoạt cái hệ thống LED ở hai cái bên hông của cái buckle này. Vậy bạn thấy như này này, đó. Đó, thì nó sẽ chơi với chế độ biến hình và chế độ tia hồng ngoại. Ok, bây giờ chúng ta hãy đến phần mà mọi người đều mong chờ đúng không? Đó là thanh biến hình của phiên bản 2.0 này. Và vì là một phiên bản cao cấp cải tiến hơn ấy, nên là nó có cực kỳ nhiều các âm biến hình đặc biệt khác với bản 1.0 đúng không? Là chỉ có duy nhất một âm thanh thôi. Thì đầu tiên hãy nghe các âm thanh cố định mặc định của nó. Đó. Hãy nhớ là ấn nút này nhé, để có cái hiệu ứng như là mở điện thoại hay là vung điện thoại này. Rồi, bây giờ anh nhập mã đó. Đó, nhìn cái này đó. Đó, rất là sáng, rất là đỉnh cao đúng không nào. Rồi, ấn đây để có hiệu ứng điện thoại này. Và vung tay. Đó. Và ấn lần nữa để có âm lắp điện thoại vào driver. Bể hình nha. Mà thế đúng không? Cái LED này khá là sáng này. Và không chỉ là hệ thống LED nó chỉ sáng lúc bạn lắp điện thoại vào đâu, mà nó còn có thể thời gian sáng của nó phụ thuộc vào các chế độ biến hình đặc biệt của bạn. Rồi, bây giờ là một cái chế độ biến hình đặc biệt khác nhé. Thì đầu tiên ấy, để chuyển đổi sang các âm biến hình khác, bạn sẽ phải hủy biến hình đã. Thì một điều khá hay là bạn có thể ấn vào đây lúc mà gỡ điện thoại ra này, để tạo hiệu ứng lúc mà bạn tháo ra khỏi cái driver nhé. Đó, âm nhắc ra này. Đó, rất chi tiết đúng không? Xong rồi ấn lần nữa sẽ có âm mở màn hình này. Đấy, đỉnh cao đúng không nào? Và ấn vào đây lần nữa khi mà hủy biến hình ấy, thì nó sẽ phát tín hiệu để cái driver sáng lên luôn. Đấy, rất là hay đúng không? Rồi, vậy thì chuyển sang các chế độ biến hình khác nhau ấy, bạn sẽ ấn vào cái nút thăng ở đây nhé. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 12 âm biến hình đặc biệt. Thì cái âm biến hình mà bạn nghe ấy, là âm A. Ngoài nói được phiên bản trong phim đúng không? Thì ngoài âm A ra là sẽ có âm B và âm C, là các gọi là các phiên bản âm biến hình mà xuất hiện nhiều lần trong phim ấy. Thì đây ấn là 1. Đây sẽ âm biến hình B này. Âm biến hình C. Âm tiếp theo sẽ là âm biến hình rút gọn. Nếu ấn giữ 4 lần, bạn sẽ có một âm cực kỳ thú vị, đó là biến hình ở tập 1. Thì điều thú vị là gì? Thứ nhất, khi mà ấn vào cái bàn phím 555 ấy, thì cái âm ấn phím nó sẽ âm khác, nghe nhá. Đó, chứ không phải giai điệu như bình thường đúng không? Thì có thể là do tập 1 nên họ vẫn chưa chốt âm thanh chuẩn ấy. Đấy chính là khá thú vị, nhưng mà thú vị hơn đó là âm khi biến hình nhá. Hãy nghe thử này. Đó, bạn để ý không? Thực sự là cái mình nó rất là dài luôn, nó đúng cái cảnh lần đầu tiên mình trong tập 1 đúng không? Lúc mà đứng trong cái hầm tối thì nó phát sáng lan ra cả cái hầm này, nó rất đỉnh cao đúng không? Thậm chí bạn thấy như mình nói đúng không? Là cái hệ thống LED của con này ấy, nó nhận tín hiệu điện thoại, nghĩa là LED màn hình nó sẽ dài hơn. Đến khi mà bên xong thì cái LED mới tắt đi. Và thậm chí bên xong nữa sẽ có thoại của Takumi nói đúng không? Đây là cái gì đó? Nó thực sự rất sắp phim luôn. Quá đỉnh cao mà chết đâu. Tại vì chúng ta sẽ có một âm hình nữa hay hơn, đó là mình ở tập 17. Đấy đúng không? Vậy là mấy rất là dài. Đấy, âm tập 17 bạn chưa nhớ, đó là âm hình lúc mà Takumi đã tìm được quyết tâm chiến đấu của mình. Đó, rất là thú vị luôn. Một mê khác thú vị không kém, đó là ấn lữ 6 lần. Đây sẽ là âm thanh mô phỏng ở phiên bản đồ chơi DX gốc năm 2003. Nếu ấn 7 lần thì bạn sẽ có một âm thanh còn điên rồ hơn nữa, đó chính là âm thanh biến hình thẳng lên Fire Blaster xuất hiện trong cái movie Showa Rider đấu với Hashi Rider ấy, cái phim mà chiếu của thời Gaiam ấy. Thì nếu bạn nhớ thì đấy, đến đoạn cao trào cuối đúng không, Fire đã biến hình thẳng lên Blaster và rất là ngầu, chúng ta đã có luôn chế độ này đúng không. Còn nếu ấn giữ 8 lần, bạn sẽ có thành biến hình của file xuất hiện trong cái movie Kamen Rider Sango. Khi
khi bạn ấn 9 lần ấy, bạn sẽ có một âm thanh bình nữa mà mình cũng thấy khá bất ngờ khi mà Bandai cho vào, đó chính là âm thanh biến hình của 5R xuất hiện trong bộ Kamen Rider DK. Đó là một phiên bản 5 của thế giới khác ấy, nhưng mà lại rất là chiên đúng không? Là có luôn âm thanh của cha đó luôn. Hãy nghe thử nhé. Khi ấn 10 lần, bạn sẽ có một trợ biến hình mà không phải là của Takumi mà lại rất là buồn cười, là trợ biến hình của Mari trong tập 1. Và nếu như bạn nào đã xem tập 1 thì bạn sẽ nhớ chuyện gì đã xảy ra đúng không? Khi Mari cố biến hình. Rồi. Âm ở đây này. Đó sẽ có âm Henshin của Mari. Đó, và đó biến hình lỗi. Khá là điên đúng không nào? Nếu bạn ấn 11 lần, bạn sẽ lại có một âm biến hình lỗi nữa, như lần này là của Keitaro xuất hiện trong tập 4. Hãy nghe thử nha. Đó, là tại Keitaro đúng không? Rất là hay. Và âm biến hình lỗi cuối cùng của chúng ta sẽ là của Mari trong tập 39. Ok, vậy thì nãy chúng ta đã xem qua tất cả các âm biến hình đặc biệt của phiên bản 2.0 này. Còn sau khi biến hình thì đây sẽ là những chức năng tiếp theo bạn có thể làm này. Đầu tiên, ấn vào cái nút này, bạn sẽ có âm thanh lúc mà file lắc cổ tay. Đó, rất là hay đúng không nào? Còn khi mà mở bàn phím ra ấy, bạn sẽ có âm thanh khác. Đầu tiên, ấn vào nút Enter, tất nhiên sẽ có âm. Là đi nhá, cái đèn này nó sáng đúng ở bên này thôi, đúng không? Thì biển thị lúc mà nó truyền cái tia năng lượng xuống cái photon blast ấy. Không chỉ thế, nếu bạn ấn vào số 0 này, bạn sẽ có các phiên bản khác nhau của cái từ exit charge như là như là âm exit charge trong tập 2 này, hay là và chúng ta có một âm thứ tư cơ. Tuy nhiên âm này thì nó lại không có hiệu ứng gì, tại vì như ban nãy nói là nó sẽ để dành cho một cái món GSM 5H ra sau đó. Còn thì thực ra ý, cái chế độ exit charge này nó còn sẽ tương thích với cả tất cả những cái gear khác của món này cơ. Nhưng mà tất nhiên là mình nói rồi đúng không? Những cái gear này sẽ để sang phần 2 nhé. Nên là nói chung là âm thanh exit charge sẽ còn rất là thứ hay ho nữa, mà đợi phần 2 của bài review chúng ta sẽ nói sau. Còn như bạn thấy có ra có rất nhiều phím ở đây đúng không? Thì ấn vào bạn sẽ có những thứ hay ho như là đấy. Ấn vào nút gọi vẫn sẽ có thoại của Takumi này theo thứ tự. Ấn vào đây sẽ có âm Takumi lúc bạn chiến đấu. Với phím này bạn ấn vào bạn sẽ có âm thanh của Auto Vagin. Khi chuyển từ chế độ xe máy sang chế độ người máy chiến đấu Battle Mode, còn ấn về đây sẽ chuyển từ chế độ người máy chiến đấu về chế độ xe. Còn với nút 2 sẽ là âm thanh lớp mạng Automagin nó người máy lướt đến ấy. Đó, số 5 sẽ là đấy, lớp mạng Automagin đánh nhau đúng không? Tại hiệu ứng ấy. Số 8 sẽ là hệ lượng Auto Vanji nắm bay nó, xong rồi bắn để hỗ trợ cho file ấy. Còn với nút số 3 thì sẽ là Auto Vanji ở chế độ xe máy và đang phóng đến đúng không? Số 6 sẽ âm thanh mà kiểu phát tín hiệu các thứ ấy. Mà số 9 hình như là âm cái lốp xe máy mà đâm vào bọn Orphanox tạo ra tiếng đó. Ok, vậy thì nãy đúng không? Bạn thấy là mình đã ấn thử tất cả các nút này đúng không? Trên bàn phím nó ăn được điều gì? Tuy nhiên riêng nút sao ấy là mình chưa ấn, tại vì nó là một cái nút có một chế độ rất là hay, đó là chế độ phát nhạc nền, điều mà phiên bản GSM 5 1.0 không hề có. Và với phiên bản này họ cho chúng ta rất nhiều nhạc luôn, với tổng cộng là 12 bài. Nói chung là tất cả những bài nhạc vừa có lời vừa không có lời mà ở trong phim ấy đều có hết đây luôn. Thì hãy nghe thử vài bài tiêu biểu nhé.
Không chỉ vậy, một điều nữa mà mình thấy có một sự chiên rất là hay đến CD của file, đó là nếu bạn phát một bài nhạc nền bất kỳ nhé, sau đó ấn giữ nút này một lần nữa, mà thấy không, đó là chế độ mà lúc mà họ ở kết phim ấy, xong họ chuyển sang chế độ preview tập khác ấy. Rồi, bây giờ chúng ta hãy nói về những cái mã đặc biệt của chiếc Fire Phone nhá. Vậy thì ngoài những cái mã mà hiển thị trên màn hình, nãy mình đã cho mọi người xem rồi đúng không? Chúng ta có rất nhiều các mã ẩn khác, trong đó tiêu biểu nhất chính là mã triệu hồi các phương tiện như là Auto Vagin hay là Jet Slinger. Thì đầu tiên với bộ mã của Auto Vagin, bạn sẽ ấn cái đầu số là 58. Sau đó những mã sau sẽ gồm đầu tiên là 5814 này. Như bạn thấy là không chỉ có cái đọc lệnh như là bản 1.0 đúng không? Bản 2.0 này có thêm hiệu ứng đằng sau nữa để phù hợp với cả cái lệnh đó, ví dụ như là lệnh triệu hồi xe đến này. Đó, ấn rất dài lắm nè. Tiếp theo với mã của Jet Slinger thì tất nhiên có một cảnh trong phim đúng không? File đã từng triệu hồi nó ra bằng mã 3821. Lúc này bạn để ý nhá, cái âm ấn ý sẽ là âm giống như trong cái cảnh đó khi mà ở cái cảng biển đúng không? Xong rồi cái Jet Slinger nó phi từ dưới nước lên ấy, rất là ngầu luôn. Thêm một tí. Đấy, đây, đó. Đó, rất hay đúng không nào? Âm thanh giống hệt như là trong phiên bản Delta Gear ấy. Mà giống như phiên bản Delta Gear, bạn có thể có cả âm thanh bắn tên lửa từ xe ra bằng cách nhấn nút Enter. À, âm là khá là dài luôn. Thế mà đây là hủy âm mới đi nhá. Rồi, tiếp theo là hai mã khác của Jet Slinger bao gồm 3814. Và 3846. Ngoài những cái mã để triệu hồi phương tiện ra thì tất nhiên bạn sẽ có những cái mã để kiểu các câu thoại lớn như phiên bản 1.0. Thì đầu video mình có nói đúng không, là có cách để có thoại, cách cơ bản nhất là nút gọi này ấy, thì thoại sẽ phát ra theo thứ tự có sẵn rất nhiều câu. Còn nếu như bạn muốn một số câu cơ bản ấy, một số câu mà bạn đến thẳng câu bạn muốn luôn ấy, thì bạn có thể ấn vào cái mã của câu đó. Ví dụ như là mã 008 sẽ là câu rất nổi tiếng của Takumi này. Ngoài ra sẽ có những câu thoại trong những phim khác của Fire như là Paradise Lost. Hay là đó, đây là các bạn thấy không? Là không chỉ có thoại của Takumi mà còn có cả thoại của Mari nữa. Điều phiên bản 1.0 không hề có. Hay có cả thoại của Keitaro luôn này, như là 009 chẳng hạn. Ngoài ra có thoại những cái phần khác mà phát xuất hiện này, như là trong cái movie Showa Rider với cả Hash Rider ấy, nếu mình không nhầm thì là câu này. Hay là thoại trong cái movie Sango à, hay là Jungo gì ấy, mình không nhắm vào đây. Cái tập mà Fire thành thủ lĩnh Shocker ấy. Đó, kiểu thế. Ngoài ra, nếu mà ấn vào những mã của các rider khác trong file thì bạn sẽ có những màn cameo thú vị. Ví dụ như là 9, 1, 3.
hay là mã của Delta 333. Như đề câu trong tập 50 hay sao nhỉ? Mình không nhớ nhầm. Đấy, hay là mã của Oga. Thì nói chung là cách mà nhanh nhất để mọi người có thể biết được thoại ấy, là các bạn có thể tham khảo cái quyển hướng dẫn sử dụng này. Nhưng bạn thấy là nó thiết kế giống hệt như là cái quyển ở trong phim đúng không? Ở đó sẽ có rất nhiều câu thoại với các mã ở đây. Thì nói chung là ai mà am hiểu tiếng Nhật có thể tham khảo nhé. Cá nhân mình thì không biết nhiều câu lắm nên là cũng là một chức năng hay nhưng mà không phải quá điên rồ với mình. Không chỉ có vậy, chiếc điện thoại này có một chức năng mới luôn. Chức năng này khá giống Delta Gear, đó là âm thanh biến hóa thành Offenock. Vậy thì bạn sẽ có rất nhiều âm thanh khác nhau. Đầu tiên là âm thanh Takumi biến thành Wolf Offenock. Đây là âm thanh dài này, ở lần đầu tiên nó mới biến hình ấy, lúc mà kiểu tiết lộ sự thật bất ngờ ấy là ông ấy là Offenock suốt bao thời gian qua ấy. Rất dài đúng không? Còn thế thật là thành hóa thành người. Bây giờ sẽ là âm thanh mà Takumi biến thành Offenock nhưng mà nó ngắn hơn một chút. Và rồi lại hóa thành người. Thế thật là âm thanh mà những Offenock bình thường biến hình thôi. Tại vì như bạn biết đúng không? Là cái file driver này được rất nhiều Offenock sử dụng nữa. Không chỉ có Takumi. Nên là sẽ có âm thanh chung. Đó, thế và hóa thành người như cũ. Ok, vậy thì về cơ bản, đó sẽ là bài review của mình. Nó rất chia sẻ File Driver 2.0 này. Tất nhiên, những thiết bị khác trong cái set đồ chơi như là Pointer Shot hay là File Excel thì mình nói rồi đó. Mình sẽ hẹn các bạn trong một bài review thứ hai nhé. Tại vì thực sự là có quá nhiều chức năng các bạn ạ, mà không phải nói nhé hết một bài review chung được. Nhưng mà chỉ riêng qua một cái review driver lẻ thôi đúng không? Bạn thấy được món đồ chơi đỉnh cao như nào? Từ ngoại hình mới hoàn toàn đúng không? Không chỉ là phone mới mà còn mới từ memory hay là mặt bell mới và thậm chí là cái cục bên hông đúng không? Còn mới hoàn toàn để sát phim nhất có thể. Chức năng thì bạn thấy rồi đó. Nó chiên rất là tốt, không chỉ là chiên đến TV series hay là Movie Paradise Lost mà còn đến những phần phim khác mà file xuất hiện từ Movie Showa versus Heisei Rider hay là Movie của Sango hay là thậm chí là trong những cái thế giới khác đúng không? Như là thế giới song song của file ở sự trong DK đúng không? Đều có âm thanh riêng và chức năng và thậm chí đúng không? Không chỉ có thoại của Takumi mà còn có thoại của hai nhân vật là Mari và Keitaro nên là thực sự mà nói thì về cái mặt chức năng và chiên thôi thì quá là đỉnh cao rồi. Thế nên phải nói một cách phân công bằng và phân minh ý, là thực sự rất đáng khen. Đến bên thiết kế đã nghiên cứu rất kỹ và rất cải tiến rất nhiều đúng không? Để đem cho chúng ta một món đồ chơi vừa cũ nhưng mà vừa mới như này. Cá nhân mình đã từng có phiên bản 1.0 trong tay và mình đã chơi chán 1.0 rồi. Nhưng khi mình cầm món 2.0 này trong tay ý, mình vẫn cảm giác cho mình có một món đồ chơi hoàn toàn mới luôn. Mà thật sự là các trải nghiệm khi mà chơi món này ý, nó không hề giống bất kỳ một món file nào mà mình đã chơi qua ngày xưa. Nên thật sự mà nói thôi, riêng về điều này đã quá tuyệt vời rồi, mà chỉ riêng về cái file driver không thôi đã là một món chiến rất đáng mua rồi. Nhưng mà khi còn kết hợp với những cái gear khác nữa thì nó còn đỉnh cao hơn rất nhiều. Điều đáng chơi duy nhất đó chính là ở bên sản xuất, đặc biệt là bên kiểm soát chất lượng đã không làm tốt công việc của họ nên là rất nhiều món đồ chơi đúng không, khi đến tay người dùng thì bị rất nhiều các lỗi sản xuất nhỏ khiến nó trải nghiệm quá không tốt và cái tiếng xấu nó lan ra cho cộng đồng khiến nhiều người cho rằng đây là một món đồ chơi rất là tệ. Thế đúng là thật, nếu như bạn mua món này mà bị lỗi sản xuất thì thực sự rất là tệ luôn. Nhưng mà nếu bạn đủ may mắn như mình mà mua một cái hàng hoàn hảo mà không lỗi gì ấy, thì thực sự đây là món đồ chơi rất đáng có. Không chỉ là một món chiên xem hay nhất, một trong những món chiên hay nhất mà còn là một trong những món đồ chơi mà chiên file đỉnh nhất đến thời điểm hiện tại. Vậy nên nếu như các bạn yêu thích file và các bạn tự tin về nhân phẩm của mình thì chắc chắn hãy nghiên cứu phiên bản file này nhé. Nếu mà bạn chỉ mua file driver không cũng ngon, hay là mua phiên bản file gear không cũng được. Nhưng mà nếu ngon nhất ấy, hãy mua phiên bản full hết từ file gear và cả file Excel này ấy, thì bạn sẽ trải nghiệm được cái sự đỉnh cao của dàn đồ chơi CSM. Đó là nếu như nó không bị lỗi nhá. Còn nếu bị lỗi thì đúng là rất là đen. Thì đó sẽ là review của mình ngày hôm nay cho về cái file driver. Đừng quên đón chờ các phần tiếp theo với các gear còn lại nhé để chúng ta có thể trải nghiệm những thứ hay ho hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này và open your eyes for the next files. Tạm biệt.